Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh truyền hình BRT để theo dõi chương trình Hòa Nhịp Phát Triển phát sóng lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 11, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tìm phương án kiểm soát dịch COVID-19 tại thành phố Vũng Tàu. Huyện Châu Đức phát huy ưu thế hạ tầng viễn thông, nền tảng số. Tuần này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xem xét cho phép triển khai cách ly điều trị F0 tại nhà. Thành phố Vũng Tàu là điểm đến đầu tiên của chương trình Hòa Nhịp Phát Triển hôm nay. Thưa quý vị, chiều tối qua, lãnh đạo tỉnh đã có cuộc họp với thành phố Vũng Tàu để trao đổi và thống nhất giải pháp kiềm chế dịch bệnh trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn Vũng Tàu liên tục tăng cao. Chủ trì buổi làm việc là ông Phạm Viết Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Tham dự buổi làm việc còn có ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của các phường xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Vũng Tàu, tính từ ngày 16 tháng 10, thời điểm Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, số ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng rất cao. Đến nay hơn 1.650 ca và tăng nóng nhất trong 3 tuần trở lại đây với hơn 1.400 ca được ghi nhận. Phường 11, phường Rạch Dừa, phường 12 và xã Long Sơn là những địa bàn dịch bệnh lây lan phức tạp nhất. Khó khăn lớn nhất của thành phố Vũng Tàu là thiếu nguồn lực y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thiếu lực lượng tham gia giám sát, việc cách ly F1 tại nhà còn hạn chế vì nhiều gia đình không đảm bảo điều kiện theo quy định. Thành phố Vũng Tàu kiến nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh hỗ trợ nguồn nhân lực, nhất là y tế, nới lỏng hơn nữa một số tiêu chí cho F1 cách ly tại nhà. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh nhấn mạnh, nguyên nhân số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tăng là do tâm lý chống dịch có phần chủ quan, chưa quyết liệt của lãnh đạo thành phố. Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành phố Vũng Tàu quyết liệt hơn, thực hiện nghiêm hơn các biện pháp chống dịch theo kế hoạch của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cũng nhấn mạnh, không đặt mục tiêu bóc hết F0 ra khỏi cộng đồng, nhưng phải kéo giảm tối đa số ca mắc trên địa bàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để tiến tới mở cửa. Muốn kiểm soát dịch hiệu quả, Bí thư đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu phải bình tĩnh khi triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cũng đề nghị thành phố Vũng Tàu cân đối số lượng nhân viên y tế, trước tiên là cho xã Long Sơn, ổ dịch lớn và phức tạp nhất của tỉnh và thành phố hiện tại, nhằm hỗ trợ xã kiềm chế số ca mắc. Bí thư Tỉnh ủy cho phép thành phố Vũng Tàu thực hiện điều trị F0 tại nhà ngay từ ngày hôm nay 22 tháng 11 đối với những F0 đủ điều kiện. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ thành phố Vũng Tàu sớm thành lập các trạm y tế lưu động tại các xã phường để thành phố Vũng Tàu thực hiện hiệu quả điều trị F0 tại nhà, giảm áp lực cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Thưa quý vị, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu, đến nay 80% dân số của thành phố đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa bệnh COVID-19, thành phố Vũng Tàu đã huy động 22 đội tiêm, công suất đạt 200-250 mũi tiêm một đội một ngày. Nhờ đó, 80% dân số thành phố Vũng Tàu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, đạt mục tiêu tỉnh đề ra trước 10 ngày. Hiện thành phố Vũng Tàu đang tiếp tục tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho những người đến thời hạn tiêm theo kế hoạch phân bổ vaccine ngừa COVID-19 của tỉnh. Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Vũng Tàu trong thời gian gần đây diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm tăng cao và tốc độ lây lan nhanh. Trong đó, phường 12 là một trong 3 điểm về COVID tại thành phố Vũng Tàu. Vì vậy, địa phương đang tăng cường các giải pháp khống chế dịch bệnh, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của các tổ COVID cộng đồng. Từ ngày 20 tháng 10, phường 12 thành phố Vũng Tàu tái xuất hiện ca nhiễm ngoài cộng đồng sau khi trở về trạng thái bình thường mới. Đây là một trường hợp trở về từ thành phố Hồ Chí Minh không khai báo. Qua điều tra dịch tễ, địa phương tiếp tục ghi nhận 5 trường hợp trong gia đình người này dương tính với virus SARS-CoV-2. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn phường 12 không chỉ xuất phát từ người từ vùng dịch về, mà còn từ công nhân đang làm việc tại 36 doanh nghiệp chế biến hải sản, mà phần lớn trong số này đều đang ở trọ tại địa phương. Đến nay, phường 12 có 283 ca F0, 944 F1, 602 F2. Trong đó có 4 doanh nghiệp chế biến hải sản đã ghi nhận ca nhiễm. Đáng lo ngại hơn là nhiều ca không xác định được nguồn lây. Chúng tôi thành lập như vậy là riêng tổ này, tổ 45 này là hai cái tổ COVID.
Thì mỗi tổ COVID như vậy là gồm có 3 người. Thế thì 3 người cũng chia đều ra 3 khu vực. Thì để cộng tác với tổ trưởng để mà theo dõi, bám sát với bà con. Có những cái tình huống gì để phản ánh với chúng tôi phản ánh lại trên. Để kịp thời mà ngăn chặn, kịp thời mà giải quyết những cái từ cái vấn đề đời sống cho tới vấn đề kinh tế, đời sống kinh tế rồi an ninh trật tự rồi tới vấn đề dịch bệnh. Đấy, nhưng bây giờ thì cũng COVID cũng băn khoăn như chúng tôi thôi, cũng như trên chính quyền chúng tôi là bây giờ rất là băn khoăn, là từ chỗ là bây giờ người dân bệnh dịch thì nó bùng lên nhiều, nhưng mà người ta đi vô tội vạ. Hiện tại, ngoài giải pháp tăng cường xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao, phường 12 yêu cầu các doanh nghiệp phải kiểm soát chặt các phương tiện lái xe và người theo xe đến doanh nghiệp và người từ nơi khác đến địa phương. Hiện tại thì phường đang chủ động làm việc với tất cả các cơ sở hải sản và cho cam kết đối với các lực lượng làm việc tại các công ty và các cơ sở doanh nghiệp thì phải đảm bảo một cung đường hai điểm đến. Phường thì cũng khoanh vùng, lên cái phương án những khu vực mà có nguy cơ cao thì sẽ tiến hành cho lấy mẫu định kỳ để tầm soát và bóc tách F0. Tại các khu dân cư, các tổ COVID cộng đồng đang tăng cường theo dõi các trường hợp F1 cách ly tại nhà. Các khu vực nhà trọ giám sát chặt các trường hợp người từ bên ngoài về địa phương, song song với việc chăm lo an sinh cho những hộ trong diện phong tỏa. Thật sự là về cái tuyên truyền vận động cho người ở đến trọ rất là khổ. Các tổ dân phố nè, vừa phụ nữ nè, vừa trên phường nè, ở khu phố để tìm cái nguồn để mà giúp đỡ cho bà con, chung tay góp sức để mà tuyên truyền mọi người dân đều phải thực hiện 5K. Phường 12 đang tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch nhằm nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. Chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tổ đại biểu số 7 Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường 12, xã Long Sơn theo hình thức trực tuyến. Cử tri phường 12 thành phố Vũng Tàu phản ánh với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố về dự án Atlantis chậm triển khai đã gần 15 năm, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Do đó, đề nghị thành phố kiến nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ dự án. Cử tri cũng phản ánh một số dự án như cửa lớp, cửa mương, đồi nhãn, 58 Nguyễn Gia Thiều không triển khai dẫn đến nhiều hộ dân lấn chiếm xây dựng trên đất công. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị xử lý những điểm chợ tự phát gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, xây dựng tuyến phố văn minh, an toàn giao thông đô thị sau một tuần ra quân xử lý vi phạm tại 13 địa điểm buôn bán tự phát trên địa bàn thành phố. Chiến dịch lập lại trật tự đô thị lòng đường vỉa hè, xây dựng tuyến phố văn minh được thành phố Vũng Tàu bắt đầu triển khai từ khoảng đầu tháng 11. Theo đó, trong giai đoạn 1, thành phố đã soát vận động 2.775 hộ kinh doanh tại các khu vực thường xảy ra tình trạng kinh doanh buôn bán tự phát, ký cam kết không lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Ở giai đoạn 2, từ ngày 15 tháng 11, Công an thành phố Vũng Tàu phối hợp với lực lượng trật tự đô thị, phường xã, tuần tra kiểm soát tại 13 khu vực kinh doanh buôn bán tự phát. Sau một tuần ra quân, lực lượng chức năng thành phố đã tuyên truyền nhắc nhở 549 trường hợp, lập biên bản xử lý 32 trường hợp vi phạm với số tiền gần 23 triệu đồng. Các phường đã lập biên bản 78 trường hợp vi phạm, tịch thu 130 tang vật, phương tiện vi phạm, tạm giữ một giấy phép kinh doanh. Nhờ đó, tình hình vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại các tuyến phố, trong đó có 13 địa điểm buôn bán tự phát trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã giảm mạnh. Tại hội nghị sơ kết công tác lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, xây dựng tuyến phố văn minh, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại và hạn chế. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp để công tác này hiệu quả hơn trong thời gian tới. Hội Hoa Xuân là hoạt động mang tính truyền thống hàng năm tại thành phố Vũng Tàu nhằm phục vụ nhu cầu thưởng lãm, vui chơi của nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Đảng bộ, chính quyền thành phố Vũng Tàu đã cân nhắc và xin ý kiến nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc có hay không tổ chức Hội Hoa Xuân Nhâm Dần năm 2022. Và hôm qua, 21 tháng 11, thành phố Vũng Tàu đã thông tin về kết quả lấy ý kiến người dân về quyết định tổ chức Hội Hoa Xuân năm 2022. Kết quả là ý kiến người dân thành phố Vũng Tàu về việc tổ chức Hội Hoa Xuân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 bằng hình thức trực tuyến do Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu thực hiện từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 cho thấy có 8.925 người dân tham gia ý kiến, trong đó có 54,7% người dân mong muốn vẫn tổ chức Hội Hoa Xuân 2022.
Ngoài ra có 45,3% người dân không đồng ý tổ chức. Vì vậy, thuận theo ý kiến của đa số nhân dân, Đảng bộ chính quyền thành phố Vũng Tàu quyết định vẫn tổ chức Hội Hoa Xuân Nhâm Dần 2022. Hiện thành phố Vũng Tàu đang thẩm định cho ý kiến về phương án thiết kế Hội Hoa Xuân, cụ thể chi tiết phải phụ thuộc tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thực tế ở thời điểm tổ chức. Chuyển sang ghi nhận tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày càng tăng. Từ ngày 14 tháng 11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền đã đưa vào hoạt động trở lại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trường tiểu học Cao Văn Ngọc, xã An Ngãi. Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trường tiểu học Cao Văn Ngọc, xã An Ngãi có quy mô 250 giường bệnh. Khi đưa vào hoạt động lại khu điều trị bệnh nhân này, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền bố trí 12 nhân viên y tế và cán bộ chiến sĩ công an, quân sự huyện đảm nhận nhiệm vụ tại đây. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Long Điền, đến 15 giờ ngày 20 tháng 11, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trường tiểu học Cao Văn Ngọc đã tiếp nhận 247 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đến điều trị và 3 trường hợp nghi nhiễm. Thưa quý vị, khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Bà Rịa Vũng Tàu, xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc là nơi có ổ dịch lớn và bị phong tỏa trên diện rộng toàn xã sớm nhất. Đến nay, sau hơn 4 tháng trôi qua, đời sống của người dân Bầu Lâm dần ổn định. Thế nhưng nỗi ám ảnh và cả những mất mát khi dịch tràn qua vẫn chưa thể nguôi ngoai trong tâm trí, cuộc sống nhiều người. Cùng trở lại Bầu Lâm hôm nay để chúng ta chia sẻ với người dân nơi đây cũng là thêm trân trọng sự bình yên khi dịch bệnh được khống chế. Trân trọng thành quả phòng chống dịch mà nỗ lực hơn bảo vệ thành quả này, thưa quý vị. Gia đình người phụ nữ này có nhiều người cùng nhiễm COVID-19 đầu tiên ở xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc và bản thân chị cũng bị nhiễm. Gần 4 tháng trôi qua, nhịp sống dần ổn định, nhưng ám ảnh mang tên COVID-19 thì vẫn nguyên vẹn. Sức khỏe của chị sau khi nhiễm COVID-19 cũng không thể như trước đó. Trên lúc mà con bị là tôi khóc ra quỳ luôn. Nói chung là gục trong tay chỗ luôn, hết hôn luôn. Tại vì phát hiện đầu tiên á, hồi nào giờ cứ nghe mà cứ nghĩ là nghe ở đâu xa xa thôi chứ đâu có còn nghĩ là nó gần ở đây đâu. Rồi tiếp theo về giờ đó 3 ngày sau con đã chị á, là cái con mà 20 tuổi á, nó bị nữa. Thế rồi mình vừa soạn cho nó mà vừa khóc mà giống như nó cũng khóc mà để dậu uống cho nó biết á. Rồi soạn cho nó đi xong là đêm đó tôi sốt luôn. Cái bắt đầu nó đem đồ xuống nó cho mang, chỉ mang đồ vô. Mang đồ vô cái thằng nhóc nó đang ngủ. Thế nó nói chị sống chưa, nói sống rồi thì đi. Rồi tôi đi mà tôi khóc từ trên chỗ, từ nơi cái phòng đó mà tôi khóc xuống dưới chỗ cái phòng chờ. Cái rồi năm được qua tới ngày thứ 7, thứ 8 á, hai ngày đó thở không được, hai đêm đó là không thở được luôn, là không dám ngủ. Ngủ là cứ sợ ngủ quên là thiệp đi là thì đi luôn không ạ. Cả 5 người trong gia đình ông Đoàn Văn Phương đều đã là bệnh nhân COVID-19, mà người nhỏ nhất mới 4 tuổi. Ai nấy rơi vào tình cảnh hoảng loạn, tuyệt vọng, suy sụp, không thể tin sao COVID-19 lại lan đến tận vùng quê hẻo lánh Bầu Lâm. Người cảm thấy già đi luôn rồi. Tại vì gia đình tự nhiên là một lý tạm cách khủng hoảng. Mà lúc đó là phải đi động viên, điện thoại động viên, người nào phải lo người đó à. Từ bản thân mình lo, bản thân mình chẳng có ai lo cho mình hết. Tại vì con năm của mình hết á. Đó, nguy hiểm là nguy hiểm chỗ đó. Sợ là đi thì có đi mong có về. Cứ cầu nguyện là cho tôi khỏe mạnh để về với gia đình, với con, với cháu. Nói chung cái bình lý là rất là khủng khiếp. Không có ai mà nghĩ tới cái bình lý giờ chưa úp tới trong cái rồi đó nè. Cứ nằm một suy nghĩ buồn đêm là mình có được gặp gia đình không được đó. Trở về là sướng, mừng. Chờ nghĩ là chủ phải làm cái lễ để cũng để chi biết không, giống như trong một gia đình gặp đại nạn để mà coi như là cầu mong cho gia đình là hạnh hết đi. Tràn đến như cơn lốc dữ tàn khốc mang theo sinh mạng của không ít người ở Bầu Lâm. Những người may mắn bình an thì chưa nguôi ám ảnh, nên giờ có nhà chỉ thi thoảng mới mở cửa để dọn bớt bụi. Còn chủ yếu cửa đóng then cài. Người Bầu Lâm giờ càng thấm thía hơn. Chẳng có gì quý giá bằng sự bình yên được ở bên người thân mỗi ngày khỏe mạnh.
thần bán ba là cho nhà đình con là tái qua nạt khỏi, là nói chung mừng mà chạy nước mắt luôn. Ba hẳn á, một lần ba mới xuất viện ở về nữa, thằng con trai ôm bắt đầu là thôi khoan ôm, là con đừng cho ôm rồi lấy, mừng mà nghẹn ngào nói được. Cái gì thì cái mà sức khỏe là đầu tiên, tại vì khi mình vô đó rồi mình mới cảm thấy là cái sức khỏe mình là quan trọng nhất. Đó là giống như là coi lúc đó có tiền có của đi nữa cũng không thể mà mua được cái sức khỏe được, thì mình cũng coi thương. Chứ bây giờ thì sợ rồi, nói chung quá trần đã giờ sợ rồi. Hủ vỉa rồi, con về được ở đây, về buôn bán, về đoàn tụ và gia đình được là được. Đại dịch Covid-19 đã và đang bào mòn khủng khiếp mọi phương diện đời sống, nhất là với những người, những gia đình dịch thấm vào trực tiếp. Xóm nhỏ chợ Bầu Lâm ở tâm dịch Bầu Lâm Xuyên Mộc dần hồi sinh. Thế nhưng sự hồi sinh vẫn trong thấp thỏm âu lo. Âu lo vì đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất khó lường. Âu lo cũng khiến người, nhà càng nỗ lực không để đại dịch quay trở lại. Thưa quý vị, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh cùng sự nỗ lực của địa phương, huyện Châu Đức đã và đang vượt lên hòa nhịp cùng tiến trình xây dựng phát triển Bà Rịa Vũng Tàu. Đến nay, 15 trên 15 xã tại huyện Châu Đức đã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Châu Đức cũng đang nỗ lực chuyển đổi số để tạo dựng hạ tầng nông thôn thông minh, đô thị thông minh, cũng là góp phần xây dựng phát triển địa phương vững mạnh toàn diện ở giai đoạn mới. Dù là huyện thuần nông, nhưng đến nay, Châu Đức có hạ tầng liên lạc, viễn thông khá hoàn chỉnh, đồng bộ. 100% cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện kết nối Internet. 100% xã phường thị trấn có sóng di động 3G và mạng Internet. 100% xã phường thị trấn có điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát. Điện thoại đạt 75,8 thuê bao trên 100 dân. Internet đạt trên 72 thuê bao trên 100 dân. Tỷ lệ gia đình có Internet băng thông cố định chiếm trên 50%. Huyện có một bưu điện trung tâm, 3 bưu cục, 8 điểm bưu điện dân quá xã. Đường truyền cấp quan cũng đã về tận thôn ấp. Việc đưa các dịch vụ bưu chính viễn thông, ứng dụng công nghệ số đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân đã góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng phát triển kinh tế văn hóa xã hội Châu Đức. Nhân dân chúng tôi thực hưởng rất là nhiều về cơ sở hạ tầng về mặt truyền thông, rồi là biết hết, ngồi ở nhà biết hết thông tin xã hội nó diễn ra như thế nào biết hết, chứ ngày xưa không có được thụ hưởng cái đó, không biết. Bây giờ vừa xem tivi có những cái mạng Internet nữa, hầu hết ở đây xu hướng chúng tôi nhà nào cũng Internet hết. Đối với huyện Châu Đức thì hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin bưu chính viễn thông đã thực hiện cơ bản khá đầy đủ. Trong giai đoạn mà đại dịch Covid-19 này, những cái hồ sơ thủ tục hành chính của công dân đều thông qua cái qua khu chính. Mạng lưới viễn thông của VNPT, Mobifone, Viettel và FPT thì cũng đã phủ rộng khắp trên toàn địa bàn huyện, giúp cho cái việc mà trao đổi thông tin rồi cung cấp thông tin từ nhà nước, doanh nghiệp và người dân thực hiện một cách thuận lợi. Nhiều năm trước, Châu Đức luôn đứng thứ hạng thấp về điểm chỉ số cải cách hành chính. Nay, với nền tảng hạ tầng viễn thông công nghệ số được đầu tư đồng bộ toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, huyện liên tục nằm trong top 3 địa phương dẫn đầu Bà Rịa Vũng Tàu về cải cách hành chính. Vai trò hạ tầng viễn thông và công nghệ số càng minh chứng rõ nét trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và vẫn diễn biến khó lường như hiện nay. Hầu hết giao dịch, hội họp trực tiếp được chuyển sang trực tuyến một cách hiệu quả, kịp thời. Đặc biệt, dạy và học trực tuyến là cách ngành giáo dục không để gián đoạn năm học 2021-2022 khi dịch bệnh vẫn chưa có hồi kết. Châu Đức là một trong những đơn vị mà chủ động là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học là nhiều năm trước đây. Hiện tại thì 100% các trường học trên địa bàn đã có cổng thông tin điện tử kết nối liên thông với cái cổng thông tin điện tử của ngành. Đặc biệt trong thời điểm mà dịch Covid nó còn diễn biến phức tạp, toàn ngành phải triển khai cái dạy học trực tuyến, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những cái điều kiện mà ủng hộ, tạo điều kiện tốt cho học sinh và giáo viên truyền tải đến kiến thức trong cái việc học tập. Chúng tôi đã đẩy mạnh cả nhiều phần mềm chúng tôi ứng dụng để cho các em học tập. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm điện tử, các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức dễ dàng trao đổi thông tin,
tiếp nhận những ý kiến kiến nghị với tổ chức cá nhân dưới dạng thư điện tử, góp phần cải cách hành chính, giảm văn bản giấy tờ, đồng thời tăng cường tính đồng bộ của các ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính. Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ phận Một cửa huyện Châu Đức tiếp nhận hơn 40.000 hồ sơ, giải quyết đúng hạn hơn 93% hồ sơ. Với Bộ phận Một cửa cấp xã, thị trấn, giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn hơn 24.600 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 99%. 100% cơ quan, đơn vị thực hiện gửi nhận văn bản hàng ngày qua phần mềm văn phòng điện tử. Tôi thấy ở phần này thì kết quả thì thật sự rất là nhanh và làm việc nói chung là vì dân nhiều hơn. Thủ tục thì rất là nhanh. Bố trí như vậy thì cũng thấy cũng thoáng, phòng ốc cũng thoáng. Công nghệ thì thấy cũng nhanh. Mình bốc số thì nói cho mình biết được là mình tới số của mình để mình tới mình làm việc với lại bên bộ phận. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cũng có giải thích hướng dẫn thủ tục rất là tốt. Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ của thị trấn Ngãi Giao cũng tạo điều kiện và làm việc thủ tục là theo số thứ tự, thấy rất là tốt. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại huyện Châu Đức đang phát huy hiệu quả trong xử lý thủ tục hành chính. Khi cung cấp đến 299 trên 309 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Chúng tôi xác định lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ. Do vậy trong năm 2021, huyện cũng đã chỉ đạo thực hiện là cắt giảm 30% thủ tục hành chính, thực hiện quy trình 4 tại chỗ, trong đó là công chức lãnh đạo phòng tài chính cũng như tư pháp là ra trực tiếp ở bộ phận một cửa để ký trả hồ sơ trực tiếp cho người dân, cũng như cấp xã thì là lãnh đạo cấp xã là cũng trực tiếp là ký và trả tại chỗ cho bộ phận một cửa phục vụ người dân. Ngoài ra thì trong tình hình đại dịch này thì tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là thực hiện dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4. Và trong thời gian qua thì chúng tôi cũng tiếp nhận hồ sơ qua cái đường bưu điện để phục vụ cho người dân được tốt hơn. Thúc đẩy quá trình số hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Châu Đức đã làm thay đổi căn bản hoạt động quản lý, điều hành, giám sát của cơ quan chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và bền vững, hướng tới nông thôn mới thông minh và thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chuyển đổi số quốc gia. Phần cuối chương trình Hòa nhịp phát triển hôm nay là thông tin về các chủ trương chính sách mới trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 17680 về việc hướng dẫn tạm thời quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà. Theo hướng dẫn này, những trường hợp COVID-19 đã được xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh không có triệu chứng lâm sàng hoặc triệu chứng nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ thể, tê lưỡi, không có các dấu hiệu của viêm phổi, không có bất thường trong khi thở sẽ là tiêu chí đầu tiên để được xem xét điều trị tại nhà. Để được cách ly điều trị tại nhà, những người bệnh COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ phải đáp ứng được các tiêu chí sau. Đã tiêm ít nhất một liều vaccine phòng ngừa COVID-19 đủ 14 ngày hoặc có đủ 3 yếu tố sau. Trẻ em trên 1 tuổi, người lớn dưới 50 tuổi không có bệnh lý nền hoặc có bệnh nền nhưng đã được điều trị ổn định, không mang thai. Bệnh nhân phải thực hiện được tất cả các sinh hoạt hàng ngày. Trường hợp người nhiễm không tự chăm sóc được bản thân, thì người chăm sóc phải tiêm ít nhất một liều vaccine. Người lớn dưới 50 tuổi, không có bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đã được điều trị ổn định. Bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà phải ở trong nhà ở riêng lẻ và phải có phòng cách ly khép kín và tách biệt hoàn toàn với khu sinh hoạt chung của gia đình. Phòng cách ly phải được bố trí thùng đựng rác thải lây nhiễm có nắp đậy. Cạnh phòng cách ly y tế phải có phòng riêng, bố trí dung dịch sát khuẩn để nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ. Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân chống lây nhiễm để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc với người bệnh. Người bệnh không được dùng điều cùng với gia đình. Quy định này của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2021.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương ưu tiên nguồn lực cho công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, cải thiện điều kiện lao động nhằm bảo vệ sức khỏe tính mạng của người lao động nói riêng, của người dân nói chung, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về an toàn vệ sinh lao động. Công khai thông báo các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề. Phòng ngừa tai nạn lao động kết hợp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi dự báo tình hình an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý những khó khăn vướng mắc, tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, phối hợp điều tra xử lý nghiêm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự đối với tổ chức cá nhân để xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.